dạo đàn ngân vang, môi ta thì thào, tim ta mở trào, hòa giọng ca nhịp vỗ tiêu dao. Em như thuở nào tìm anh từ cõi chiêm bao, trong mơ tràn về môi hôn tràn trề và vòng tay ghi trắng đam mê. Em như thuở nào hằng đêm đợi chờ chiêm bao, hôm qua ấm tình hôm nay kỷ niệm, ngày mai mọi mắt ngóng. Đen ba, có chuyện gì nói đi. Em gặp chuyện rồi. Chuyện gì? Bây giờ thằng Tùng nó đã ra mặt và nó dám ăn nói hỗn láo với em. Em muốn xin phép đại ca cho em khử nó. Mày muốn làm thịt hết bao nhiêu đứa tính tiền bấy nhiêu đứa hả? Tụi nó đông lắm đó, mày có đủ bản lĩnh không? Em xin thề với anh, chắc chắn em sẽ làm được. Thằng này nó hiếp người quá đáng rồi, máu em đang sôi lên nè. Em xin phép em ba. Không được. Tại sao vậy anh ba? Tao nói không được là không được. Anh ba, bao nhiêu lâu nay nó lấn sân mình nhiều quá rồi, bây giờ không tận dụng cơ hội này trừ khử nó thì ai phục mình đây? Không được manh động đụng đến thằng Tùng, dù chỉ là một sợi lông. Cứ để cho nó muốn làm gì thì làm, uy thế của nó khá là lớn. Hơn nữa mấy cái vụ lộn xộn ở vũ trường chắc chắn đã nằm trong hồ sơ của công an. Phải án binh bất động, nghe rõ chưa? Nhưng mà anh ba, nó... Mày còn vướng nữa hả? Mày đưa điện thoại cho thằng Tân đi, kêu nó nghe. Dạ. Dạ. Dạ em nghe anh ba. Mày tới mày tán thẳng vô mặt thằng Hương Sẹo cho tao một cái. Đây là lệnh của tao. Mày thay tao tán vô mặt nó, nghe rõ chưa? Dạ. Yeah. Mày làm đi, có gì mày nói đây là lệnh của anh ba. Dạ. Yeah. Anh ba nói em, anh ba kia em làm. Không, anh ba kia em làm em. Em không có biết gì hết á. Con mẹ nó, tức thiệt. Thằng chó Tùng, trước sau gì mày cũng chết với tao, tao sẽ giết mày. Mundara, Bình Ly, mày tỉnh lại giùm tao có được không? Thôi đừng nói nữa. Mày có hột quẹt không? Cho tao mượn tao hút thuốc miếng coi. Hột quẹt của tao mất rồi. Lẹ đi. Mày đi về đi, mày muốn bao nhiêu cũng có hết á. Mày đưa tao lẹ đi, tao sắp chịu không nổi rồi nè. Lẹ đi. Không, tao nói là không mày hiểu không? Bây giờ mày về chỗ của mày đi, rồi muốn làm cái gì đó thì mày làm. Chứ mày đứng ở đây á, nguy hiểm lắm á, mày biết không? Giang hồ á, thì người này người khác, xấu tốt không biết được, còn công an nữa. Mày về giùm tao đi. Mệt mày quá. Tôi về đây. Bye. Thân làm gái mà, có được tất cả thì cũng mất tất cả thôi. Nhân nè. Anh Tùng. Ừ. Có gì vậy anh? Em đi với anh được không? Em có nhớ cái vụ lần trước mà anh nói có một ông bác sĩ, họ qua đây họ điều trị đôi mắt của em đó. Đó, bây giờ thì người ta yêu cầu anh là phải đặt lịch hẹn. Bây giờ em với anh đi vô bệnh viện liền được không? Cái gì? Đi liền bây giờ hả anh? Đúng rồi. Có nên đi không anh?
Em sợ đôi mắt của em bị mù lòa từ nhỏ tới giờ, không chữa trị được đâu anh ơi. Sẽ tốn tiền và mất công mất sức của anh nữa, em ngại lắm. Nhàn à, em nói gì kỳ vậy? Cái ông bác sĩ này, ông rất là giỏi và ông ở bên Pháp. Lúc trước anh đã có liên lạc với ông rồi, nhưng mà lúc đó ông đang ở bên bển. Ông hứa là ông sẽ theo dõi đôi mắt của em. Nếu như mà em đồng ý thì ông sẵn sàng thay luôn đôi mắt cho em nữa. Đó. Đây nè, nghe nói nè, bây giờ ông về Việt Nam rồi. Đó. Dạ. Rồi ông về Việt Nam cùng với một đoàn từ thiện nữa. Rồi nhân tiện đó ông xem đôi mắt cho em luôn. Anh thấy đây là một điều tốt mà. Bây giờ tranh thủ đi, em nghỉ đi, rồi chúng ta đi vô bệnh viện liền nha. Còn về cái phần tiền bạc em đừng có lo, cái chuyện đó anh sẽ lo cho em. Nhàn à, đối với anh, đôi mắt của em là tất cả, nên cho dù bây giờ anh có trả bao nhiêu tiền cũng được nữa. Anh mong là em có được một đôi mắt bình thường như bao người. Và anh không muốn cái sự bất hạnh kéo dài hết suốt cuộc đời này của em, nó phải chấm dứt, em hiểu không? Anh Tùng, em cảm ơn anh Tùng nhiều lắm. Nhưng mà em lo lắm, em không biết lấy gì để đền ơn anh đây. À thôi, à, cái vụ đền ơn á mình tính sau. Bây giờ á, tranh thủ đi, trễ giờ rồi, bây giờ mình phải tới bệnh viện liền, nhanh lên. Đi bây giờ hả anh? Đúng rồi, đi bây giờ. Ờ, à, nhưng mà không có gì hết, nhanh lên, bác sĩ chờ em đó. Dạ, xin chào chị. Dẹp hết ba cái thứ này đi. Tụi nó làm sao rồi? Dạ, mấy em nó tập hợp đầy đủ hết rồi chị. Các con nhỏ này đều xuất thân từ nhiều vùng miền, nhưng mà tại sao đợt này gom được ít quá vậy? Dạ, chị ơi, dạo này hình như con gái nó có giá quá chị à. Nó đi lấy chồng hay là đi nước ngoài hết rồi chị. Em tìm chỉ toàn là gái già là nhiều nhất. Làm sao em dám hốt về đây cho chị? Ừ, hốt về để ta nuôi cơm hả? Dạ. Đây là mấy đứa nó mê tiền, nó thích làm đẹp, nó thích đua đòi ăn chơi. Em chỉ cần dụ một phát á là em gom về đây hết luôn. Em nói vô chỗ của mình làm á, chỉ một thời gian thôi sẽ lấy được đại gia hay là người nước ngoài, vậy là sướng tấm thân. Nghe xong á, đứa nào đứa nấy mặt mày sáng rỡ. Mày cứ quăng quăng cái miệng của mày lên, người nhà đó biết được, cản không cho tham gia vào đường dây của mình là phá sản đó. Nhưng mà nghĩ lại á, cũng thấy thiệt thòi cho mấy con nhỏ gái quê. Đã đẹp gì lại thơm tho mà không tận dụng để kiếm được một tấm chồng tốt, cuối cùng lại theo chúng ta vào đây, thiệt là uổng phí của trời. Nhưng mà thôi, cái gì cũng là ý trời hết, trời cho cái gì cứ hưởng đi. Chị có căn dặn gì không chị? À, chuyện mấy hồ sơ hợp đồng lao động của mấy đứa, mày đưa tụi nó làm hết chưa? Nè, dạo này công an theo dõi gắt lắm đó, phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, có gì còn xuất trình, chứ có phốt đen không làm ăn gì được đâu. Dạ, chị yên tâm đi, em kêu tụi nó làm đầy đủ hết rồi. Đâu, đưa đây. Dạ, chị coi thử đi. Được không chị? Mày giao đám đầu mới này đưa cho thằng Trọng huấn luyện gấp. Dạ, em đi nha chị. Giấy tờ hợp đồng đầy đủ như vậy
thì ai còn nghi ngờ gì nữa. Toàn mấy em xinh như vậy mà qua tay mình huấn luyện thì sao mấy anh không mê mẩn được chứ. Bác sĩ nói sao vậy anh? Hả? Chắc là bác sĩ nó không chữa được đúng không anh? Em biết mà, đôi mắt của em đã bị từ nhỏ rồi, không có chữa được đâu anh. Thôi, mình đi về nha. Nhàn à, ai nói là em không chữa trị được chứ? Em bị mù là do đục giác mạc từ nhỏ, một phần là để lâu quá cho nên là khó chữa trị thôi. Nhưng với thời buổi khoa học tiến bộ hiện nay thì bác sĩ sẽ dùng phương pháp cấy ghép giác mạc nhân tạo. Em cứ yên tâm đi, anh nghĩ là bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để giúp cho em có thể nhìn thấy mọi người và cả anh nữa. Anh Tùng, anh nói thiệt hả? Thiệt hả? Vậy là bác sĩ nói chữa được đôi mắt của em hả anh? Em vui quá. Em có nằm mơ không anh Tùng? Anh Tùng, anh đánh em đi. Anh đánh thử đi, coi em có nằm mơ không. Nếu mà đau là không phải nằm mơ. Anh đánh em đi. Mày gọi điện thoại cho thằng Hưng Sẹo đi. Dạ, đây anh. Nhàn à, em đi với anh. Anh Tùng hả? Ừ, anh đây. Có chuyện gì vậy anh? Em đang chờ anh Sinh tới đón em đi về. Bây giờ em đi với anh đi, rất là gấp. Có chuyện gì mà gấp dữ vậy anh? Hôm nay chúng ta sẽ tới bệnh viện để tiến hành phẫu thuật thay giác mạc cho em đó. Hả? Anh Tùng, anh nói cái gì? Vậy có nghĩa là đôi mắt của em sẽ chữa được hả anh? Đúng rồi. Đi, nhanh lên đi em. À, khoan đã. Chuyện gì? Anh ơi, anh ráng chờ chút xíu nha. Em đợi anh Sinh tới rồi mình cùng đi luôn nha anh. Không được em à, chuyện này gấp lắm. À, anh ơi, còn phải gọi điện thoại cho ba em nữa. Nhàn à, em nghe nói nè, ca phẫu thuật đặc biệt này rất là khẩn cấp. Bây giờ em kêu tất cả mọi người tới thì rắc rối lắm. Hay là vậy đi, tới bệnh viện đi, rồi anh sẽ gọi cho anh Sinh, rồi ba, tất cả mọi người luôn, được không? Đi, vậy lên. Dạ. Chào em. Chào anh.
À, anh ơi, anh tới đón chị Nhàn hả? Ờ đúng rồi, Nhàn về cho em. Dạ hồi nãy có anh kia đi xe hơi tới rước chị Nhàn rồi. Vậy hả? Em có biết là ai không? Dạ em cũng không biết nữa. Mà thấy rất là gấp, em nghĩ là chuyện quan trọng. Cảm ơn em. Dạ không có gì. Em chào anh Hưng. Mới tới hả? Chào chị. Ngồi đi. Chào cưng. Nè, nhìn cậu lúc này càng ngày chị thấy càng đẹp trai, hấp dẫn đó nha. Cảm ơn chị quá khen. Chị cũng vậy, càng ngày thấy chị càng đẹp ra. Sếp vừa mới báo tin, hiện nay bọn cớm đang theo dõi tất cả mọi hoạt động của chúng ta. Kể từ nay, mọi thứ ra vào đều phải rõ ràng. Mẹ nó, tất cả các mặt hàng đã chuẩn bị đều phải án binh bất động, không cho xuất dù bất cứ lý do gì. Tại sao vậy anh? Không sao hết. Ý của anh ba muốn như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng mày phải nhanh chóng chuẩn bị phi vụ mới đi. Tại sao không cho em tiếp tục công việc cũ? Điều này chúng mày không cần biết. Chị Hưng, còn bên chị sao rồi? À, chị đang chuẩn bị huấn luyện đào mới để khai trương, cho nên có nhiều việc cần làm lắm. Đã vậy còn bị công an theo dõi gắt gao, nên chưa dám cho đi khách. Nuôi nguyên đám vậy mà chưa thu được đồng nào, đợt này chị lỗ chết luôn đó. Làm gì mà chị than dữ vậy chị? Hay là để em qua phụ với chị một tay nghe. Thôi, cho tôi xin đi ha. Cậu đẹp trai như vậy á, qua bển tối ngày tụi nó lo mua cậu không à. Không chịu làm ăn gì hết, chắc chị chết quá. Chị tăng bốc em lên cao quá rồi đó. Em mà, ai đâu mà thèm em. Không lẽ em không giúp gì được cho chị trong lúc này hay sao? Chị làm em buồn lắm đó nha. Đương nhiên là có việc cho cậu làm ngay. Nè, việc này khá quan trọng, ngoài cậu ra chị không tin tưởng giao cho ai. Dạ, em nghe anh ba. Dạ. Anh ba gọi. Dạ, em nghe anh ba. Dạ, em đồng ý. Dạ, em rõ. Dạ, em không bao giờ làm cho anh ba thất vọng đâu. Dạ. Dạ. Nè, cậu đã nghe xong ý của anh ba rồi chứ gì? Vậy giờ cậu có thể về. Mọi thứ anh ba đã chuẩn bị sẵn hết, cứ theo lộ trình mà tiến hành đi. Dạ. À, Phan, chúc thượng lộ bình an. Nè, nhớ đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhặt, hãy nhớ những gì anh ba dặn. Dạ, cảm ơn chị. Em đi nghe chị. Em đi nhanh. Nó đi đâu vậy? Miền Tây Kiên Giang. Để làm gì? Thủ tiêu Quỳnh Ly. Tại sao phải xử nó? Con nhỏ nó nhìn đẹp mà, xử nó thì uổng lắm. Cái con nhỏ này đáng chết rất nhiều lần. Nó hả? Bị bọn cướp mua chuộc rồi. Nó bị cướp mua chuộc hả? Chuyện này có chắc chắn không? Anh thấy con nhỏ này nó không có gan mà dám đối đầu với anh ba đâu đó. Nè, để cứu mình á, chuyện gì nó cũng dám làm hết.
Gần đây Đào quen bị bắt quả tang mấy lần. Nếu không phải nó thì ai biết hoạt động của em chứ. Mẹ nó, đúng là đàn bà mà. Thì anh nói là nói mấy con chó ghẻ kìa, không có đại nghĩa giang hồ gì hết, không có nói em. Cái thứ làm việc hai mặt như nó, chết là cái chắc. Em cứ tưởng nó trốn không làm việc cho mình, đi làm chỗ khác. Ai về lần này nó dám quay về đây phá đám việc làm của mình đó chứ. Anh nghĩ khi anh Hùng gặp mỹ nhân, anh sợ thằng Phan nó không đủ dũng khí để nó ra tay với con Quỳnh Ly đâu. Đó chính là đòn tâm lý của anh ba, muốn thử thách lòng trung thành và tài năng của nó. Hey, anh ba đúng là cao tay ấn thiệt. Một ná hai chim. Một khi mà anh ba đã ra tay, tất cả sẽ trở thành bọt biển hết. Nè, em mở miệng ra. Muối nữa nha. Anh để cho em tự ăn đi. Thôi thôi, em cứ để cho anh đút cho em đi. Nè, mở miệng ra. Em, ngày mà em tháo băng mắt ra đó, em muốn có ai bên cạnh? Tất nhiên là em muốn thấy ba em, với lại em muốn nhìn thấy anh nữa. Dạ em muốn thấy được những gì? Anh ơi. Hả? Anh có biết người mà đã cho em giác mạc không vậy anh? Anh chỉ biết là anh Tùng giúp em chi tiền điều trị mắt cho em. Anh cũng không ngờ là anh Tùng quá giàu như vậy. Còn những thứ khác thì anh hoàn toàn không biết. Anh Tùng anh tốt quá anh hả? Hai đứa mình may mắn lắm mới quen được anh Tùng đó. Em ăn tiếp nha. Dạ thôi, em không ăn nữa đâu. Anh, em khát nước quá. Anh lấy cho em miếng nước nha. Vậy thì anh đi mua nước cho em nha. Em muốn cam ép hả? Thôi, em muốn nước lọc được rồi. Anh đừng có đi, đi chứ mất công vậy. Không có sao đâu. Với sẵn tiện anh cũng muốn uống ly cà phê mà. Rồi anh mua cho em luôn, đợi anh chút xíu nha. Cảm ơn anh. Anh đi nha. Tùng mới tới hả?
Anh biết là anh nói ra điều này nó hơi đường đột, nhưng mà anh vẫn phải nói thôi. Có chuyện gì vậy anh? Anh yêu em. Anh nói cái gì vậy? Anh nói là anh yêu em. Anh đừng có giỡn với em mà. Em không có xứng với anh đâu. Anh đừng có giỡn như vậy. Không, anh không có giỡn đâu. Anh khẳng định là anh yêu em. Anh đừng nói chuyện đó nữa được không? Không, em nói dối. Không lẽ là em không có chút tình cảm gì với anh sao? Có lẽ em nói ra em sẽ làm cho anh buồn, nhưng đó là sự thật. Em không yêu anh. Nhưng mà em có xứng đáng đâu. Em không đáng để anh dành tình yêu cho em. Còn bao nhiêu cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có sẵn sàng đến với anh. Tội gì phải yêu em chứ. Dù có như thế nào đi chăng nữa, dù em có nói bất cứ điều gì đi chăng nữa, anh vẫn yêu em. Anh sẽ sẵn sàng làm tất cả vì em. Anh buông em ra đi. Anh Tùng, anh buông em ra đi, nếu không em tháo băng ra đó. Này, anh xin lỗi. Em sẽ trả lại tất cả mọi thứ. Không, trả luôn đôi mắt. Đừng mà, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Vì yêu em quá, anh không thể nào làm chủ được tình yêu của mình. Anh làm phiền em quá. Anh xin lỗi em. Coi như là anh chưa bao giờ nói chuyện này với em nha. Xin lỗi đã làm phiền em. Xin lỗi. Anh về đây. Tùng ơi, em đã yêu người khác, mong anh đừng giận em. Anh Sinh, là anh Sinh phải không? Anh Sinh, anh Sinh, anh Sinh, đúng là anh Sinh rồi. Có phải là anh Sinh không? Anh Sinh, anh Sinh, em biết là anh đang ở đây mà. Anh Sinh, anh Sinh, anh đang ở đây mà đúng không? Trả lời em đi. Anh Sinh, anh trả lời em đi. Anh Phan, anh Phan. Tụi em là lính của anh Hưng. Dạ. Lính anh Hưng. Dạ. Dạ. Sao tụi bay tới đây? Có chuyện gì quan trọng không? Dạ, tụi em phải lo cho anh đi đến nơi về đến chốn chứ. Anh Hưng kêu tụi bay canh chừng tao hả? Làm gì có chuyện đó anh. Đâu có đâu anh. Anh Hưng lo cho anh, chỉ sợ công việc anh chưa xong mà anh lại bị cái gì khác á. Rồi anh Hưng gánh không nổi với đại ca, cho nên mới kêu tụi em tới đây bảo vệ cho anh.
Vậy đó. Tao cần đách gì mấy thằng nhóc như tụi bay bảo vệ cho tao. Biến hết đi cho tao nhờ. Dạ anh. Vậy đâu được anh. Đâu có được. Em rất tiếc là lần này em không thể nào nghe theo lệnh của anh Phan được. Bởi vì anh Hưng sợ anh đi đường về mệt, cho nên là mới sai tụi em đi theo hộ tống anh. Đó. Tụi bay cùng đi với tao hả? Dạ. Anh đừng nóng. Tụi em không có muốn làm cho anh bực mình đâu. Nhưng mà tụi em dân lệnh của anh Hưng, hộ tống anh ra sân bay gấp, chứ không thôi là trễ chuyến bay đó. Cái gì? Đi miền Tây Kiên Giang mà cũng đi máy bay nữa hả? Dạ đúng rồi anh. Thôi bây giờ như vậy nè anh Phan, theo mệnh lệnh của anh Hưng á, mời anh đi gấp giùm em nha. Dạ. Thôi được rồi, đợi tao chút đi. Khoan anh. Tụi bay làm cái gì vậy? Bây giờ tao vô phòng cũng không được sao? Nếu tao không vô thì làm sao sửa soạn được? Anh Hưng, tại sao anh lại đối xử với tao như vậy chứ? Thôi được rồi, để tao gọi điện cho anh Hưng hỏi anh thử coi. Anh đừng gọi điện cho anh Hưng, mất công lắm anh. Anh Hưng đã nói với tụi em rồi, phải kêu anh nhanh chóng ra sân bay, đi liền ngay bây giờ. Vé máy bay đã chuẩn bị, khách sạn đã chuẩn bị hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ mời anh đi thôi. Dạ, nói tóm lại là mọi chuyện đã chuẩn bị từ A đến Z rồi. Bây giờ cái quan trọng là anh hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Thôi được, nhưng ít nhất tụi bay cũng phải để cho tao vô tắm một cái chứ. Mình mẩy tao hôi như vậy, đi ra ngoài đường lỡ ngồi gần ai thì sao? Giả lại tao cũng phải lấy vài bộ đồ để đi nữa chứ. Làm cái gì mà gấp dữ vậy không biết. Mày thấy sao? Thì kệ bà đi chứ sao. Tao nghĩ nó không dám lừa mình đâu. Hả? Mày nói cái gì? Dạ. Ý tụi em là anh muốn làm gì thì tùy anh. Dạ. Dạ. Tụi bay làm gì vậy? Tụi em tính vô chung với anh. Đồ mất dạy. Cái này là tao không nhìn nổi rồi nha. Nếu tụi bay vô thì còn cái gì là cá nhân của tao nữa hả? Tao đi tắm, đảm bảo với hai đứa bay là tao tắm rất là nhanh, được chưa? Dạ thôi bây giờ tụi em đứng ở đây đợi anh Phan trong vòng 10 phút nha. Nếu như mà anh Phan sau 10 phút mà chưa chuẩn bị xong á thì tụi em phải bắt buộc vào chổng mời anh Phan ra. Thôi được rồi, đợi tao đi, tao tắm 10 phút thôi, nhanh lắm. Dạ. Ngày mai mỏi mắt ngon.